Cá chê cu te. Chúc các bạn ơi. Có mic bạn Cá chê cu ơi. te. Chuyến đi bạn ơi. Bạn ơi đổi hết ra. Chú luôn bạn ơi. Bạn ơi. À rồi rồi. Team mình là team Vector bạn ạ. Bạn bạn đổi sang Vector được không? À, ok bạn ơi. Ở trong đâu bạn nhỉ? Ở trong xưởng bạn ơi. Tôi đã xe đúng không? Nghe giọng giống quay luôn. Không phải đâu. Tao không tốt xe. Nói lại xem ơi. Nói lại đây đây đây. Tôi đây ông ơi. Không phải đâu. Giọng giống xe khác mà. Chuyến đi ông ơi. Chuyến đi ông ơi. Chuyến đi. Không phải tôi đã xe. Giống giống hơn chứ cái giọng này không phải. Tôi hả? À. Ừ. Vãi chưởng, giọng như này mà các ông bảo là giống Tuấn HC, tôi đến chịu luôn. Mẹ khả năng dễ thật. Khả năng giống con mẹ rồi. Cái gì giống này sao ấy. Nghe giống quá ai đúng quá, mở lên xem. Mở, cá sư cô tê là ông ấy mà. Tuấn HC mà. Nhầm rồi ông ơi. Ơi, nhầm rồi ông ơi, nhầm. Đúng nhầm, rồi. Ông nhầm rồi, ông nhầm rồi ông ơi. Ông xem lại đi, ông xem lại đi. Không phải là không phải mà. Tôi đâu. Úi giời ơi, kỳ vọng nhiều thất vọng lớn ông ơi. Tí tôi vào tôi chết luôn cho mấy ông xem. Ông này đang làm video rồi, đang làm video rồi. Không, tôi không làm video gì cả. Ông có sao? Pinh cao anh. Ông cứ bán đi. Thế đây câu hỏi đúng đúng không? Có đúng không? Không phải ông ơi. Tôi fake. Tôi fake tên để tôi đi bán hack thôi ông ơi. À đủ mà. Lạc đi. Ông sao ông ơi? Sao ông ơi? Này chơi vui là chính rồi. Xa cũng tới ông ơi. Không sợ ông ơi. Đi cầm 4 ma 49 đúng không ơi? Ok ông ơi. Nhưng mà tôi nhưng mà tôi không biết bắn M249 đúng không ơi. Thì chơi kiểu gì? Kệ đó, cứ xả đại thôi. Từ từ đâu đi bắn đâu. Xả đại không mà. Cứ bắn đại. Ok 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 ok. À pick cao đấy. Không sợ ông ơi. Rồi cứ chầm rử viên rồi. Lát luôn rồi. Tôi ping thấp lắm ông ơi. Nhảy to nhá. Ping tôi có 10 thôi. Ui người đông thế. Lát luôn rồi này. Nào tôi xem anh em tới nhá. Anh em tới. Alo tí các bạn ơi. Ông bắn phát tôi bắn luôn này. Chết. Nó đông lắm ông ơi, ra nó bắn chết. Ra nó bắn chết đấy ông ạ. Tôi đổi setting á, hay tôi đổi setting phát. Lại đổi setting nữa hả? Xong 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 xong. Dạ công hướng nào đây anh em, công hướng nào đây? Đấy chỗ tôi này ông ơi, chỗ tôi này. Hay. Ok ông ơi, hay quá. Chỗ tôi quân quân địch cực đông và hung hãn nhá. Trên tháp con này, tháp con này, tháp con này. Từ từ ông ơi, từ từ ông ơi, bình tĩnh không? Nó lên nó sọc cho. Xuống đâu ăn nữa, xuống đâu ăn đây. Rồi, ok ok. Có tiếng ở ngoài ông ơi. Nó vào nhà số 1 rồi. Ok ông ơi. Ông ơi. Yếu ông ơi, yếu. Siêu mà yếu rồi. Đừng để nó ra đâu ơi. Hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá. Siêu. Nghe siêu khoảng yếu nó biết ngay có xe mà. Ông ơi cẩn thận đấy, cháy kìa. Rồi, vào cái nhà thằng chó này. Ngoài qua này. Con ma, từ từ ông ơi. Tôi đạp đạn, tôi đợi, đợi tôi hồi máu đó. Đợi, chó này, chó này. Tôi cũng phải hồi máu ấy. Xong nhảy ra đơm nó luôn này ông ơi. Nó rút nét, từ từ cho nó rút nét đi. Lên đi ông ơi. Không phải sợ. Mày. M249 đâu, M249 đâu. Đây, M249 tôi có rồi ông ơi. Ok. I need a mag. Bốn thằng Victor. Hình như hết rồi đấy. Tôi thiếu đạn xanh nhá. Có M249 đấy chưa? Ông ơi, con này đâu, 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 đâu. Hai đâu. Nốc ông ơi, nốc ông ơi. Ô, lạc, 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 lạc. Còn không? Ờ, anh Tuấn, anh đang làm clip anh Tuấn. Không, tôi không làm clip. Còn không? Ôi,
Chốt rồi. Nóc luôn ông ơi. Chết luôn rồi. Kìa, yếu ông ơi, chưa phẩm yếu. Rồi ok ông ơi. Còn không? Còn, bên phải còn. Bên phải còn hả? Sao tôi không nhìn thấy nhở? Không nhìn thấy cái quần què nhá. Ping cao quá. Đi ông ơi. Đây, hiểu cái. Bên phải hả? Ờ đúng rồi. Đây đi ông ơi, đi ông ơi. Bên phải này. Ông ping chuẩn vào nhá, tôi đi vào chỗ không có người là chết. Anh tôi mới giờ lái này đây. Tôi không like ông ơi. Ô có người ông ơi. Đây. Ai nó đang gọi rồng. Yếu đầu. Từ, cướp con rồng của nó đã. Đừng cho nước. Ok. Lấy lại. Yếu, bên này yếu. To rồi. Đây, được. Nó còn hóa năng lượng kia đâu. Nó còn hóa năng lượng kia rồi à? Đệt. Cày thế nhở? Quần gì đấy. Nó đâu rồi. Quỳnh ơi. Thôi. Quỳnh ơi. Rồi, xong Quỳnh luôn. Lụm, đồ Quỳnh cái. Quay về đồng đội. Ông lái đi để tôi. Ông hồi đạn cái. Thank you. Kìa, quay về đồng đội đi. Đồng đội ỉa cháy hết rồi. Nó bên này, bên này ông ơi. Xong. Bên trái power, bên trái power. Cái máy của người. Đâu? Đi anh ơi. Ok ông dạ, ơi. Tôi đã xe ta đâm đầu xuống đất. Ôi. Lên luôn ông ơi. Ôi tôi xong rồi. Sao quá, từ để tôi lấy xe tôi. Chết mẹ rồi. Ui hay thế nhở. Nhấp ngã được phết đấy chứ đùa. Good job. To là phải uy tín. Uy tín rồi. Uy tín chất lượng rồi. 10 điểm. Em biết to. Đánh. Bắn thế này có tí tiếng này. Tí nữa ra ăn gì bọt hết. Được rồi, đi. Tìm qua tìm. Anh ơi còn đạn xanh không anh? Vứt được cốp rồi. Hết rồi, còn 25 viên. Quay về đồng đội đi. Đồng đội ổn không đồng đội? Ổn, đồng đội vẫn ổn nha. Thế thì đi vào mission thôi. Hết người rồi đâu nữa. Ok. Trận đấu chống vánh thế nhở? Nhanh khi nào... 5 phút GG không? Bên này có người. Ok. Bên grab gas này, Kìa kìa. Lấy xe này đi anh này. Trong nhà có này. Tới nhà thì chịu thế nào được. Quá khủng khiếp. Đột quỵ luôn mà. Ô. Có thằng Mai. Rồi nghe. Bom. Ok. Nhỏ đó nó ngồi im luôn, nó nghe tiếng hoàng chính người. Thiếu đạn này. Đã cầm M249 thì phải sấy như thế chứ. Không đi cầm làm gì. Má nó ngồi im luôn rồi, luôn. Còn đúng không? Vừa rồi cái đoạn mình bắn đây còn có thằng nó bắn ở góc nào nhỉ? Mình quên mất cái hướng của nó rồi. Nó đây rồi.
Anh Tuấn ơi, anh Tuấn. Ơi, mình không phải là Tuấn em đâu. Em muốn lên YouTube anh ơi. Đi. Thôi, lừa ít thôi. Thế bảo anh không phải là Tuấn rồi còn. Bạn bắn lại đi, thấy của Trinh á. Ờ đúng. Ấy, còn nguyên 15 thằng kìa. Vừa rồi 15 đúng không? Mình giết lại còn 15. Mitten không có người rồi. Nó hồi sinh. Trong nhà hả? Really? À rồi thấy. Kìa có rơi rồi. Đằng sau. Hết rồi. Mitten có nhá, Mitten có. Nó bay kìa. Đây vào nhà này. Đây hướng 195 nó bay hướng 195. Đây nó bay ra chiều hậu kìa, chiều hậu rong kìa. À rồi nghe. Ê trên đầu tôi. Sao còn mà. Hai. Mình cầm ma với chim. Còn team nó triệu hồi rồng nữa. Đây ra chơi nó luôn. Đây. Ra chơi luôn. Ra luôn. Đi. Ra bò luôn. Đưa vào xe đâu rồi. Dân chơi sợ gì mưa rơi. Rồi mình xin điều ước. Còn không? Nó ướt mất tiêu rồi, Đi luôn. Đi. Hết máu bảo nhá. Ok. Ôi, team mình chưa ai mất hồi sinh cơ à? Ghê gớm thế nhở? Chưa, lâu. Em biết to mà, uy tín lắm. Uy tín đã hả? Tính ra. Ô. Rồi, cập kênh luôn. Nhà này hiệp ấy. Áo rồi. Đây, thế để tôi lái cho ông bắn. Từ nãy giờ ông lái tôi bắn nhiều rồi. Ủa chưa rồi, mất đồ của Victor rồi. Mất đồ Victor làm sao được. Trời ơi. Tôi nhớ nhặt khẩu ấy. Nhặt bộ cỏ à? Ừ, nhặt bộ cỏ. Xe đi anh ơi. Giờ chắc người nó đi trốn hết rồi sao ấy. Nấp mấy rồi, chứ mình bắn dữ quá. Này xác ở đây một đống này. Oh shit. Ôi. Thằng nào bắn đấy. Kìa. Hai thằng kia. Ui bắn M249 chứ. Nói một thằng là một đều. Rồi, binh tôi qua này. Cực yếu. Siêu phẩm yếu. Nào. Rồi xong. Đâu. Chết toi rồi. Nhanh thế. Nhưng mà vừa rồi ở một hướng nào ấy nó cũng bắn hai anh em tôi. Chắc chắn là có người đấy. Anh em lên xe. Đi con đấy hả? Đây xe này. Ok. Lên rồi. Lai tôi đến chỗ của địch cái. Team Victor. Tôi nghĩ là lên đi sát trái không ạ? Ở chỗ này tôi chạy mấy vòng rồi. Đây này, tầm hết rồi mà. Đây cũng chạy rồi á. Chết rồi. Chết thôi. Ông thích đi đường nào ông đi. Ai cầm lái người ấy có quyền. Còn có đâu 4 thằng nữa thôi. Bắn nhanh đi ra làm trận mới. Không giấu chân người. Có ai không? Không có ông ơi. Kia nào. À nhà kia. Nhà bên phải. Đây. Nhà này có. Em cầm hết. Ui có xe kìa. Lên. Bê
bên kia, bên kia, bên kia. Bên kia, bên kia, bên kia, bên kia. Con đúng rồi. Đi. Ô, tỏi rồi à? Qua. Win. Đéo cái gì đâu. Ma, M249 sấy không nghe thấy một cái quần què gì à? Victory belongs to us. Chả biết địch ở đâu nữa, cứ nhìn nghe thấy ở đâu bắn ở đấy thôi. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.